từ trung tâm xã Tam Đình, huyện Tương Dương đến bản Đinh Hương, khoảng 30 km bằng đường đồi núi. Bản có 128 hộ với 540 nhân khẩu, 100% là đồng bào người Thái. Nơi đây người dân đi rừng, đi dẫy, có khi cả tháng trời mới về. Thực hiện cao điểm 70 ngày đêm, xuyên suốt 5 ngày nghỉ lễ, đội quản lý hành chính công an huyện Tương Dương và công an xã đã bám bản hỗ trợ bà con làm căn cước công dân gắn chip. Một số công dân là không thể đi lại được, một số người già đeo đơn tàn tật, ốm đau bệnh tật dài ngày thì chúng tôi đã có cái phương tiện đến tận nơi đưa đón công dân trực tiếp đến tại trụ sở. Chồng mất sớm, bà Kha Thị Sơn ốm đau thường xuyên, một mình nuôi con mắc bệnh tâm thần ở trong ngôi nhà tạm bợ. Để hỗ trợ, lực lượng công an đã đến tận nhà lấy dấu vân tay, chụp ảnh làm căn cước công dân. Các chú công an cũng có tinh thần về giúp đỡ, ôn tay thì bà cảm ơn. Tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, đồng bào chủ yếu là người dân tộc Đan Lai, trình độ hạn chế, thậm chí nhiều người không biết chữ, không có khả năng giao tiếp bằng tiếng phổ thông. Công an cơ sở đã phối hợp cùng với trưởng bản để tận tình hướng dẫn, nhanh chóng giúp người dân làm căn cước công dân gắn chip. Hôm nay là ngày lễ, được các chú công an ưu tiên làm căn cước sớm để về bản sớm. Mấy hôm nữa là có căn cước dùng rồi, cảm ơn các chú nhiều lắm. Những công dân đi làm ăn xa trở về địa phương trong những ngày lễ 30/4, 1/5 để làm cho nhân dân đủ điều kiện để làm căn cước công dân. Để công tác cấp căn cước công dân được thuận tiện và đảm bảo đúng tiến độ đề ra, công an huyện Con Cuông đã thành lập các tổ lưu động để băng rừng, vượt suối, đến tận nhà làm thủ tục cấp căn cước công dân cho các trường hợp già yếu, ốm đau, bệnh tật. Đặc biệt xuyên suốt 5 ngày lễ, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính công an huyện huy động 100% cán bộ, chiến sĩ túc trực tại bộ phận một cửa và lưu động làm căn cước công dân cho người dân.